Tôi dám nói chắc, cái thứ người như anh, không bao giờ anh sờ tới được ngón chân con Duyên đâu. Đừng có ở đó mà mơ. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đó được? Hai quế vợ của ông Hùng. Hai quế đã ở đâu? Ông Hùng không nói được. Biết hỏi ai? Tại sao nó lại biết thằng Tâm là con của bà Phước? Rồi nó có biết chuyện gì của mình nữa hay không? Mà hai quế là gì của anh? Hai người ngày xưa có tình ý với nhau hay sao? Cái chính đó là Con muốn má hồi lại đám cưới về ba tháng đi Ê, Trời đó Mấy gì mấy cậu con ở bên Mỹ Đã về đây dự đám cưới của con hết rồi Bây giờ mà quản lại Thì thì con biết phải ăn nói làm sao với mọi người bây giờ Nếu mà ngày mốt má muốn lập đám cưới Thì sẽ không có mặt chú để đâu Em thừa biết là anh còn thương con duyên bây giờ anh ba phước anh chết rồi anh tính bỏ em để lấy con duyên hả anh hay thành anh thành à sao vậy sao tự nhiên lại ngồi đây một mình uống rượu em là ai tại sao em lại đến đây em là ai hả em là uyên lam là người tình của anh là con dâu hờ của anh. Em là người tình trong năm của anh mà. Em có muốn làm người tình của anh hay không? Không. Em muốn làm vợ của anh. Đạt của má ngoan nè. Nghe má nói. Má cho con đi học nha. Má ơi, con không đi học đâu, con không đi học đâu. Con phải đi học chứ. Con đi học á để con biết chữ, biết viết, rồi biết đọc nữa nè. Không biết đọc, không biết viết đâu. Con lớn rồi, phải biết đọc biết viết chứ. Biết đọc biết viết để làm gì? Biết đọc biết viết để còn lo cho bản thân mình. Con biết không? Đã có ông Út Đạt có má Không biết đọc đâu Con khờ quá Má với ông Út á Đâu có lo cho con suốt đời được đâu Vui quá Đạt thương mẹ Con à Thưa má Tối hôm qua thằng Thành nó không có về nhà nó ngủ phải không con? Rồi thằng Tâm nữa Sao không thấy? Ừ, dạ thằng Tâm thì nó qua bên nhà con bé Trâm Còn anh hai thì Chắc là cũng bận đi công chuyện đó má Ờ à. Công chuyện gì đâu má Đang ôm con nhỏ Uyên Lam đó Mà ba tính cưới về làm dâu Ngủ bên nhà hàng đó kìa Sao mày biết vậy hả Lan? Thì tối qua con ở bên đó con thấy ba ôm nó về phòng ngủ mà Trời ơi Lan Con đi tới mấy cái chỗ đó làm gì Ai cho con tới đó chứ Má với bà nội không biết hả Con đang làm điệp viên 007 mà Con mà không ở bên đó Làm sao con biết được chuyện của ba Con à Con không có được xen vào mấy cái công chuyện làm ăn của ba con nghe chưa Má cấm con đó Má Má phải tin con Con không muốn ba bán mình cho quỷ dữ Con đi đây đẹp quá đẹp quá tối nay hàng về anh phải cho người bảo vệ vòng trong vòng ngoài cho em đó nha tuân lệnh anh bây giờ là lính của em em sai gì thì anh làm lấy có gì đâu mà phải lo không dám đâu à nha cái miệng của anh á đó... Không có vừa đâu ừ. ừ. Anh ừ. Lô hàng đợt này á Em chỉ báo với bà Cẩm Hồng một nửa thôi Còn một nửa Là làm riêng cho em với anh đó Anh đừng có bép xếp với hai thành Để hai thành biết được là mệt lắm á Anh biết rồi Nhưng mà Cô uyên Lam Cũng đáo để ghê gớm lắm Em phải có chừng nào đó, đó biết chưa ừ quyền lam á nó đang ép ông hai thành chuyển năm mươi phần trăm cổ phần của nhà hàng lại cho nó đó thành ra nó không có tâm trí đâu mà lo chuyện hàng đi hàng về chị nghe dạ chị bác sĩ tiến bên em bớt giá cho chị thêm mười phần trăm nữa đó <laughs> vậy hả em cảm ơn bác sĩ giùm chị nha đây là mối làm ăn lâu dài. Nói bác sĩ, chị còn rất nhiều chân dài qua sữa lắm, nha. Dạ, chị ơi, em có việc muốn nhờ chị một chút. Chuyện gì? À, em có nhỏ bạn, muốn tới xin việc. Chị coi được thì tuyển vô làm phục vụ giùm em. Nó xinh lắm đó chị. Ừ, vậy thì tốt rồi. Ờ, um, để má nói với bà Thành con một tiếng còn sao? Không cần đâu má. Một mình má là đủ rồi. Ba má của Trâm rất thông cảm cho con trong chuyện này. Chỉ cần ngày mai con đưa má về nói chuyện với ba má của Trâm và xác định ngay giờ chính xác là được. Ờ, um, nhưng mà... Má phải nói... Má phải nói chuyện với bà Thành con. Ai sống sai á thì là chuyện của người ta có trời phật chứng giám có trời phật cân đông đo đếm nhân quả còn mình tuyệt đối không được sống lỗi đạo con à con hiểu rồi con sẽ cố gắng nhưng mà nói gì thì nói bà thành của con cũng là người đã cứu vớt danh dự cuộc đời của má là người nuôi nấng, lo cho con ăn học thành người. Con đó, không bao giờ được quên công ơn dưỡng dục của ba Thành nghe con. Hả? À, cái kia? Nè, cẩn thận. anh thuyết nè tôi có việc bây giờ phải về nhà ngay anh ở đây á phụ uyên lam nói việc tối nay giùm tôi tối nay đánh lớn đó có gì khuya tôi trở vô lại dạ à nếu anh bận công việc thì anh cứ ở nhà đi ở đây tôi sẽ túc trực cùng với hương và uyên lam ừ. uyên lam và hương thì cũng rành đường đi nước bước ở đây anh không cần phải lo đâu ừ. Nghiên coi Tụi bay làm gì ở đây à, Làm gì vậy đập ai <laughs> Anh làm anh đau đó à, Thì ra là người đẹp à, Anh à Con này là con nào vậy Nó là con Trúc Bữa trước nó tiết lộ thông tin Bà chủ kêu tao đánh cho nó dập sống mũi À Bây giờ sao đẹp dữ vậy em Đi đâu đây à, 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 Em em đưa em gái em đến xin việc ạ à? Trói nó lại con này là em gái Mỹ hả Gặp bà chủ chưa Con có chặt dao Tao biết rồi Gặp rồi Em Em mới đưa vô ừ. gặp chị Nhẹ Hương thôi. xong Không tin Anh hỏi chị Hương mà xem À Nè Vậy là lần này hết đợi nha em Không còn Sửa mũi nữa nha Hả à. à. Buông tao ra Không tin à, Không, không, không tin Hỏi có chị hỏi Hương à. im coi Im rồi à. Im mày chưa ra. vợ thằng hai dạ à, nhìn cậu út coi bộ này ngon không con trời nói ngay nghe bộ đồ này là con hai quế nó mai rồi đó cho cậu út đó mặc để mà đi đám cưới nói với thằng hai đó hai đứa có cứ đâu mà mặc ừ. nói gì á chuyện ngày xưa ngày xưa mày nhắc làm chi mày nhắc lại hoài vậy mà công nhận cậu út cũng hay ghê á mấy chục năm rồi mà vẫn giữ được cái phọt để mà mặc được bộ vét này Chị hai quế cũng thiệt là giỏi. Mày đồ khéo ta dễ sợ luôn à. Con, đừng nhắc chuyện hai quế nữa. Má, con thấy á, má mặc cái áo dài này nè. Nhìn sang trọng, nhìn đẹp nữa má. <laughs> mở hai, mai mở hai mặc đồ gì vậy mở hai? Nói không phải khen mở hai chứ. Con thấy mở hai mặc đồ gì cũng đẹp và sang hết trơn mở hai. Cái con này. Nói không phải chơi mà mày mới khen người ta xong á. Thì, thì con thấy sao con nói vậy thôi mà khen người ta thì nói đại là khen nói không phải khen nữa mày thấy tao không mặt lóng leo nè thấy không ừ, lấy sợi dây ra gì hết mày nhìn coi con mặc được không ngon chích liền mày liệu hồn đó đây nè giờ tôi xin thông báo một cái tin đặc biệt quan trọng nè là từ ngày mai tôi sẽ đi đặt một cái bộ đồ quét màu trắng được cơm đã chi vậy mặc vô hòm hả ăn nói gì đâu mà vô duyên hồi đó ai để bà ra rồi móc miếng bà nói vô duyên vậy? nè đặt đồ quá trắng để tôi cưới vợ <laughs> ai cho cưới mà cưới không cần ai cho hết tôi tự cưới luôn <laughs> để con đi mở cửa ờ à, ai đáp à, chắc là anh hai anh về thôi để con ra con mở cửa cho ờ à. Sáu dạ Lỡ sữa giùm bà tư coi cái khăn nó ngay chưa dạ coi phía sau giùm bà đó ờ à, ờ à. anh về rồi hả anh ăn cơm chưa không có thời gian để ăn nữa về để xem có chuyện gì quan trọng ở nhà hay không rồi phải trở vô nhà hàng ngay tối nay hàng về ờ anh à Anna. Anh cứ vô trong nhà đi đó. có chuyện gì, cứ nói đi. Dạ, em có chuyện muốn nói với anh. Bà má của ông bé Trâm á, muốn gia đình mình xuống dưới đó chơi, ăn cơm. Sẵn à, bàn chuyện tính toán ngày giờ, đám cưới hai đứa nhỏ luôn. Cô là má của nó, thì cứ chủ động mà đi gặp người ta đi. Bây giờ tôi bận rộn lắm, ngày mai tôi không gặp được đâu anh hai tuy là anh không có công sinh thành nhưng mà đã hơn hai mươi mấy năm qua anh đã là cha của thằng tâm công nuôi dưỡng dục lớn hơn công sinh thành thằng tâm nó vẫn coi anh là cha ruột của nó tại sao anh nở lòng nào anh nói như vậy chứ đằng nào thì ngày mai cũng là ngày gặp gỡ của hai bên gia đình thôi mà khi nào đám cưới thì tôi sẽ có mặt anh má con em mang ơn anh nhiều lắm anh hứa với em á là anh sẽ yêu thương và xem thằng tâm giống như là con ruột của anh 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 đừng có quên nha <laughs> nó lớn rồi bây giờ tôi cũng đã làm xong nghĩa vụ phải thay đổi thôi em à với lại anh cũng muốn giải thoát cho em à? <laughs> ông út không đi được á thì mặt buồn xo so hả à. tội nghiệp ông út ghê á ủa má sao không kêu ông út đi theo ông út con đi rồi ở nhà ai lo cho thằng đạt hả con dạ con quên nội ờ à. mà sao không thấy con lan nó đi đâu mà suốt đêm qua không thấy nó về vậy con tâm. Không biết em con có bị làm sao không? Sao má gọi điện thoại không được má sốt ruột quá Không có chuyện gì đâu má. Con nghĩ chắc là nó lại qua nhà của con Nhi ngủ ở lại thôi. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó đi qua đêm đâu. Nhưng mà hôm qua má thấy nó lạ lắm. Ăn mặc đẹp. Rồi à, nó lại đi qua nhà hàng Hương diệt để làm điệp viên gì đó. Nó nói với má vậy hả má? Thì hôm qua nó ăn mặc đẹp rồi còn mang dài cao gót nữa. Ý đúng như là mấy người mẫu thời trang vậy đó. Con à. Hay là con lấy điện thoại ra con kêu thằng hai đi tìm con Lan, con nó đang ở đâu con? tụi nó tập trung xuống hàng, tụi nó quên luôn mình ở đây rồi. Em đói không? Đói chứ. Khát nước nữa. Giờ này chắc là sáng rồi hả chị? Ừ. Sáng lâu rồi. tụi nó tịch thu hết điện thoại của mình rồi. Làm sao liên lạc ra bên ngoài để gọi cứu viện bây giờ? Ủa con, con gọi cho em con chưa? Dạ, nó nói là đang ra bến xe rồi mà. À. Ba. Ờ. À. Ủa Giờ này anh còn định đi đâu Lỡ cách xuống không thấy anh thì sao Em à Bây giờ anh phải chạy lên quỹ ban huyện chút Người ta cần gặp anh nói chuyện gì đó trước khi cấp phép Vậy thì ba tranh thủ đi Về cho kịp giờ nha ba Ừ Ba đi một chút về thôi mà Dạ Ủa Mà gia đình của thằng Tâm đã đi chưa con Dạ đi được nửa đường rồi ba À vậy à Dạ Vậy thì ba sẽ về liền Thôi hai mẹ con chuẩn bị chú đáo đón tiếp khách nghe Dạ rồi cẩn thận nha từ từ thôi nội đây đây có chừng nổi con chào bác dạ chào chị <laughs> dạ con chào bác chào chị con mời bác và chị vô nhà chơi tâm con dẫn bà vô đi nội vô nhà đi nội dạ con mời bác <laughs> À. Dạ, mình vô đi má. Coi chừng bực thêm nổi. Cầm 7, 7, 7, 9. Nhiều, nhiều. <laughs> Tổng cộng đêm qua, tụi mình lời một tỷ ba lần đó. Một tỷ ba? Ừ. Nhưng mà của hai đứa mình hay là luôn cả hai thành? của em và của anh. của em và anh. Ừ. Yeah. Oops. Ai đó. Chị ơi, công hai thành muốn gặp chị, ổng đợi dưới nhà đó. Ừ, à, nói ổng chờ đi. Dạ. Không biết có chuyện gì mà hai thành kiếm em vào giờ này. Nghe nói hồi hôm cô Hương bắt nhốt ai đó trong học đúng không? À, con Trúc với lại em gái của nó. Trúc nào? Con bé Trúc mà hồi đó nó tiếp anh một lần rồi để lộ thông tin cho thằng Tâm đó. Bị bắt nhốt một lần rồi. Sau đó nó xin nghỉ để làm quản lý cho thẩm mỹ viện 3D Hàn Quốc. Sao bây giờ nó lại ở đây? À, hôm qua nó có dẫn một cô gái tới giới thiệu là em gái của nó xin làm tiếp viên nhưng mà tôi thấy cái mặt của nó rất là gian hỏi một câu thấy không trung thực hôm qua xuống hàng lớn tụi em không muốn có những sai lầm đáng tiếc à nhưng mà có chuyện gì không mà anh hỏi tới chuyện đó bây giờ hai người dẫn tôi tới chỗ giam giữ hai đứa nó dùng chị cứ mò mò cái mông em nhột quá à nhột em ngồi yên đi được để chị tháo cho gần được rồi đó chị được, rồi. được chưa mở cho chị đã ờ à, à. Giờ sao? <laughs> anh hùng ơi, anh hùng ơi, anh hùng, anh hùng ơi. Anh hùng ơi, tỉnh dậy anh hùng ơi. Anh hùng, anh hùng ơi. À, chuyện gì vậy? Em gái em nó bị hạ đường huyết, nó xỉu rồi. Anh cho ly nước đường giùm em. Nó mà chết trong này là lớn chuyện đó anh ơi anh ơi lẹ đi anh um... giúp giùm em đi mà làm ơn đi mà ờ uh, ờ uh... nhanh lên đi anh uh... dạ con xin lỗi bà nội xin lỗi chị bà của ông trâm có công chuyện gấp nên phải chạy lên huyện chút xíu nữa về liền không sao đâu cả nhà ngồi đi chơi một chút cho má cũng được má hmm? má thấy không khí ở đây á mát mẹ có giống dưới quê mình không á ờ <laughs> à ở đây mát mẻ quá mà cô chú mua cái nhà này đất cũng rộng rãi quá ha <laughs> dạ nói ừ? hay là để con đưa nội với lại má đi tham quan trang trại một vòng nha ở đây có khu vườn trồng nấm bào ngư rồi có vườn dưa lưới sạch thích lắm nội ờ à, con đưa nội đi một vòng tham quan cho biết dạ con dạ. chào nội con chào má <laughs> Nội trà đi nội Nội ơi, nội ừ. trà đi, xong rồi mình đi À, mình đi đi con Dạ, con mời bác, bác ra, ra ngoài chút nha Thưa bác còn đi Ủa, chị, chị à, chị bị sao vậy? Ờ, tôi à tôi hơi chóng mặt chút xíu thôi chứ không có gì đâu chắc là chị bị trúng gió rồi đó để tôi làm cho chị ly trà ờ từ. chị 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 không sao đâu tôi thấy khỏe hơn rồi chị ngồi xuống đi chị khỏe chưa à, ừ. chắc chị trúng gió đó ừ. ở đây đồng trống nhiều gió lắm chị à, chị tôi có chuyện này tôi hỏi chị một chút được không Chị nói đi. À, um, uh, hồi nãy, tôi có thấy uh, con bé Trâm nó đeo cái sợi dây chuyền um, có mặt hình nanh cọp. Tôi thấy có một chút lạ lạ. À, là của ba nó. À, anh nói hai đứa con gái, hễ mà có đứa nào lấy chồng trước, anh sẽ cho giữ kỷ vật bà nội để lại. À, <laughs> của bà nội để lại hả? ừ vậy sao hả hùng 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 à, mày sao vậy hả à, à, dạ à, mày sao vậy à, à, tôi tôi nó à, à, tôi bị tôi nó đập đầu rồi tôi nó trốn mất tiêu rồi Tao đã dặn mày Trói chân tay tụi nó thật chặt rồi mà Thì Tôi trói chặt rồi Không hiểu sao mà tôi nó thoát được nữa Nhưng mà Tại sao mày bị đánh Tôi nghe nó đập cửa rầm rầm Tôi tới hỏi là tụi nó cần gì Con Trúc nói là Nó nói là con em nó đói quá nên xỉu Cho nên là Tôi mới đi vô Tôi mở cửa bước vô Ai ngờ Nó đứng bên đây nó rình Nó đập đầu tôi một cái quá mạng Ôi da Vậy có ai có địa chỉ của con Trúc không? Con Trúc ở đâu? Làm gì? Em biết Anh yên tâm Nhưng mà nó trốn đi lúc nào? Buổi sáng hay tối nay? Ờ, nó mới trốn tức thầy á Cô cho tôi địa chỉ con Trúc đi Chị nói là ba của con bé Trâm không có nhớ quê quán gốc gác của mình. Chuyện này làm sao vậy chị? À, ừ, hồi đó ba tôi có một cái xưởng gỗ rất là lớn ở Gò Công á Cũng thường xuyên đi Campuchia lấy hàng lắm Thà ơi tắt máy buông leo đi thà Ồ mày nhìn đằng kia coi Có chuyện gì bác Có phải người ta không mày Trời đất ơi Sát người bắt người ơi Sao mày biết chết mà kia bằng sát người Mày bơi qua đó cho tao Dạ 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 trời ơi không lẽ chị chị bị sao vậy chị chị có chuyện gì đúng không à, à, à xin lỗi anh... xin lỗi mọi người tôi về không trễ quá đúng không à, đúng là anh ba phước rồi anh còn sống em là duyên nè em là duyên nè anh à anh anh ơi anh ơi em anh bị duyên sao vậy? vậy anh anh ơi Anh ơi Anh ơi Anh à, ơi Anh bị sao vậy Anh ơi Anh à Em là anh Duyên ơi. nè Em là Duyên Thông nè anh ơi Thông ơi Thông ơi. Thông ơi Anh ba ơi bà. Anh ba Anh ba ơi Anh Ba con bị sao vậy anh bà. nè Anh ơi Anh ơi bà. Bà. Ba ơi bà sao, sao vậy ba hương không vậy ba ơi bà sao vậy ba em thấy thằng chả té lặng quay xuống đất không biết có sao không chị ha chắc không sao đâu nhưng bây giờ cái chính em đi về giùm chị đi à. tại sao chắc chắn bà hương đang cho người tới tìm chị để quấy rối rồi rồi Chị tính đối phó làm sao? Chị phải cam kết với bà ta không để lộ thông tin. Nếu chị mà tiết lộ, bà ta cho người giết chị liền đó. Chị Trúc ơi, ở dưới có người kiếm gì ạ? À? <laughs> Cảm ơn em. Vậy em xin phép. <laughs> Biết ngay mà thôi em ngồi đây chờ chị nha em khoan hãy xuống đã dạ <laughs> sao bữa nay rồng lại tới kiếm tôm lạ quá ta sao cô khỏe không <laughs> cảm ơn anh anh định đến đây sửa gì? Hôm qua cô đưa ai tới nhà hàng Hương Diệp? <laughs> Sao bỗng nhiên anh lại quan tâm đến em vậy nhỉ? Tôi chỉ quan tâm tới cô gái đi cùng cô hôm qua mà thôi. <laughs> Ra vậy, đó là em gái em. Có chuyện gì không anh? Tôi nghe mọi người trong nhà hàng nói, thì cô chưa từng có em gái. Cô dụ dỗ Lôi kéo con gái tôi vào cuộc có phải không Anh đừng ăn nói hàm hồ Tôi biết con gái anh ở đâu mà lôi kéo Tôi muốn hỏi cô Có đúng là hôm qua cô đưa con bé Lan vào nhà hàng Hương vậy phải không Không <laughs> Vậy thì cô xem đi Cái này là ai Là cô à là con là con dụ dỗ chị trúc dẫn con tới nhà hàng đó đó ba là con muốn đi làm bưng bê ở cái nhà hàng đó muốn bà bán con cho tôi đã gia đó kìa lan con ạ à. con sốt ruột quá má ba bị sao vậy má có chuyện gì má nói cho con biết đi nãy giờ má cứ im lặng hoài sao má không nói gì hết má nói đi má tại sao tại sao lại có chuyện này tại sao ba phước lại còn sống tại sao con mình lại đi yêu con của anh ba phước hai anh em nó thương yêu nhau trời ơi con à, sao tự nhiên ba con trăm lại bị như vậy? có chuyện gì? À... nói cho má nghe đi con. hết rồi má, hết tất cả rồi, mình về Sài Gòn đi má. hết? tại sao lại hết? bà con trăm nói chơi mình không giàu bằng người ta hả con? À... hả? không có chuyện đó đâu má, không phải như vậy má để con bình tĩnh lại rồi con sẽ nói cho má nghe con má nội sao rồi con bác trai đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà lúc tỉnh lúc mê bác sĩ nói là bác trai bị chấn động tâm lý nặng đó má nhưng mà bệnh đó là bệnh gì hả con dạ con cũng không biết nữa nội trời ơi tâm dạ con uh, chở má với lại bà nội về sài gòn đi con sao lại về má con nghĩ mà bây giờ nếu gia đình mình trở về sài gòn thì con sợ là không tiện đó má má nói là phải chở má với bà nội về sài gòn ngay bây giờ đi má ừ duyên đi má con à ừ đi má đừng à anh bị sao bà vậy Con đi kìa bác sĩ đi con Anh à anh đừng làm em sợ mà Anh bình tĩnh lại anh đừng có làm em sợ Em Hà nè bình tĩnh lại đi mà Đừng làm em sợ Anh ơi đừng có làm em sợ mà Anh ơi Để tôi Bà em có sao không bác sĩ Không sao đâu tôi có chích thuốc an thần cho ảnh rồi chút xíu nữa ảnh sẽ ngủ yên thôi nhưng mà bác sĩ có biết ba em bị vậy là tại sao không chứ tự nhiên đang khỏe mạnh mà lại bị như vậy trước đây ảnh có thể bị da đập mạnh ảnh hưởng đến các dây thần kinh nặng bây giờ có một cú sốc tâm lý mạnh làm cho thần kinh ảnh bị sáng chấn hy vọng là vài ngày nữa ảnh sẽ ổn định lại gia đình đừng có quá lo lắng dạ cảm ơn bác sĩ dạ cảm ơn bác sĩ Tâm nó về rồi hả con? Dạ anh mới gọi cho con Nói là đang chở bà nội với mẹ anh về nhà Chắc tối anh sẽ xuống lắm á Bà cấm con bé mạng tới đó Nghe chưa Ba Con năm nay đã 20 tuổi rồi Con đủ tuổi của một công nhân trưởng thành Bà không cấm con được Mày Đó là chỗ nguy hiểm Còn Con có biết Hôm qua xém tí nữa Là con bị tụi nó đánh dập mũi rồi không Tấm người của bé Trúc đó Con không thấy hay sao Ba Tại sao ở đó toàn là đầu gấu và sỏi đen không vậy Đó là cách ba kiếm tiền à Thương trường Là chiến trường Con không biết hay sao Ở đâu cũng vậy thôi Mà nhắc lại Bà cấm con không được đàn đúng nghe chưa Tập trung là học hành cho bà Con đi đây Con đi đâu Con đi học Ủa, má Con đi nhà bà nội Ờ à. Sao má về sớm vậy? Chuyện không xong rồi. Ba con nhỏ bị xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vậy vợ con đâu? Hai má con nó phải đi công chuyện gì đó. <laughs> Thấy chưa? Con nói mà không chịu nghe. Con đã nói là từ từ rồi mà. Tao thấy hình như có cái chuyện gì đó ngộ lắm. Mà con Duyên nữa, nó cũng sao sao á. Đi dọc đường, hỏi cái gì nó cũng không nói. Mà nè, nhà đó giàu dữ lắm con. Đất mền mông bát ngát. Ruộng giường cả trăm mẫu, chứ không ít đâu con. Má Má ờ... Má sao vậy Suốt cả đường đi má không nói tiếng nào Mà cứ ngồi khóc không là làm sao Má Có chuyện gì hả má Tâm à Dạ Con nghe má nói nè Con có thể không lấy con bé Trâm có được không? Còn, còn phải quỷ đám họ với nó, ngay lập tức. À. Má nói gì vậy? Tại, tại sao má lại thay đổi đột ngột như vậy hả má? Có chuyện gì vậy hả má? Má nói con nghe đi, có chuyện gì hả má? Má, tụi con không thể nào bỏ nhau được. Con thà chết chứ không bao giờ bỏ Trâm được má biết không? con không thể nào lấy con bé đó con không thể đến với nó được nếu như con muốn lấy nó nếu như nếu như con quyết tâm lấy nó má sẽ chết trước mặt con nhưng má không thể nào cản tụi con được tụi con đã là vợ chồng rồi con nói cái gì con nói là, là hai đứa, hai, hai đứa đã ăn nằm với nhau rồi sao? Có chuyện gì chưa hả con? Hả? 呃呃呃。<c oughs> <c oughs>